Good morning, Jenny. Morning. Xin chào cả nhà YouTube. Đây là nhật ký của Jenny. Trong trang nhật ký lần này, mình xin chia sẻ với mọi người cách mình tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc mỗi ngày. Cuộc sống của chúng ta đều rất bộn bề. Có chút thời gian để thư giãn và chăm sóc bản thân là một điều quý giá. Mình rất siêng chăm sóc tóc bằng lá lô hội tươi và muốn chia sẻ với mọi người cách làm. Lá lô hội thường được bán trong siêu thị với giá từ 2 đồng rưỡi đến 3 đồng rưỡi một nhánh, tùy theo mùa. Để tiết kiệm chi phí, mình trồng vài chậu ngay sau vườn nhà. Mình thường cắt từ 4 đến 5 nhánh lô hội. Với độ dài của tóc mình hiện giờ, bao nhiêu đây sẽ đủ cho từ 3 đến 4 lần ủ tóc. Và đây là cách mình lấy tinh chất của lá lô hội. Khi cắt lô hội, các bạn nhớ phải thật cẩn thận vì lô hội rất trơn, dễ đứt tay. Sau khi xay nhuyễn, bạn có thể đổ dung dịch lô hội ra bất cứ bình hoặc hộp nhựa nào, bảo quản trong tủ lạnh. Cách ủ tóc cũng khá đơn giản. Khi tóc vẫn đang khô, bạn dùng tay thoa lô hội lên tóc và massage nhẹ nhàng từ phần da đầu cho đến đuôi tóc. Sau đó, mình dùng khăn quấn tóc lại và ủ tóc trong 15 đến 20 phút. Hoàn tất bằng việc gội đầu, sấy tóc và tạo kiểu. Bảo đảm với các bạn luôn là trong vòng 3 tháng các bạn xài, các bạn sẽ thấy là tóc của các bạn rụng rất là ít. Hồi xưa tóc mình rụng nhiều lắm, rụng mà ra cả nắm như vậy nè, mỗi lần gội đầu ra cả nắm luôn á. Nhưng mà từ ngày xài aloe vera tới giờ là không có bị nữa. Xin chào mọi người, bây giờ cả nhà của mình hôm nay có đầy đủ hết mọi người luôn. Ba, mẹ, Mi Mèo chuẩn bị đi chơi vòng vòng, đi Target mua đồ trang trí nhà cửa. Xong rồi sẽ đi chợ, tối nay về nấu nấu hủ tiếu hả ta? Nấu hủ tiếu 5 vàng. Và niềm hạnh phúc thứ hai cũng có lẽ là niềm hạnh phúc ý nghĩa nhất đối với mình, là được ở bên gia đình. Không quan trọng là đi đâu hay làm gì, mình luôn cảm thấy rất vui. Oh, so cute. Ủa nhưng mà cái này cũng là thuốc đúng không mèo? Trời ơi, nó có mấy cái bô salad này dễ thương quá nè mầm. Trời ơi, có cái màu này nó đẹp quá à. Có 2 đồng à. Ô, cái này 4 đồng. Màu bự ha. Cái này bự đúng mà. Tô bây giờ người ta làm đẹp quá mầm. Cái màu sang ơi là sang luôn á. Rồi con muốn update nhà con quá mầm ơi. Cái màu này cũng đẹp nữa nè. Không, này trái lê mi, này trái lê. À, cái này để làm bento box á mẹo. Ừ, mở này sao ta? Mà nó bằng sắt, đâu có... Ủa, chứ không phải bằng gỗ hả? Cái chai đó đựng gì, nướng hay gì? Đựng nướng á.
cái cho đừng nướng. Bao nhiêu, 30 hả? Cầm lòng không đặng, mình quyết định mua vài thứ để làm đẹp cho góc bếp ở nhà. Còn đây là thiên đường mua sắm cho các bé chó cưng. Ngoài đồ ăn chính mỗi ngày 2 bữa, mình còn mua đồ ăn vặt cho các em. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with this. Thì có cái hàng mà bán bánh mì rồi gì đó. Mình vô mình kiếm gì ăn. Cái này đâu phải là xoài xanh đâu hả? Mình thường xuyên xay rau cải và trái cây để uống á các bạn. Mình mua cái loại táo trong bịch vậy nè. Giờ xay cháo được nhiều mà táo nó có nhiều nước á. Uống với rau nó không có bị nặng mùi. Rất là ngọt nữa, đem bịch. Are you guys going to clean it or no? No clean. No clean? Yeah. Okay. Kệ dễ thương, mua giùm ta đi. Mình mua giùm mình thử coi ăn ngon không? Nó kêu lại gì không biết nữa. Fresh flour hả? Trong chợ bán bao lì xì nè, 99 cent cho một bịch, mà không biết bịch nhiêu cái, chắc 10 cái quá, thường bịch 10 cái. Dễ thương. Hình chuột nè, hình con trâu. Vậy là năm nay là năm con nào? Thôi công nhận mấy cái tradition này nhìn vui vui. Giờ đi đâu đi theo đó thôi. Sao con cho em ăn kỳ quá à? Em biết đồ ăn của em mà sao không cho em vậy? Không mua chi cho cả đống rồi đi qua đi lại không cho người ta. Đủ no rồi con. Trời ơi, ngửi không mà. Cho miếng đi. Cái đuôi nó kìa. Đủ no rồi, con thích cái nào? Đố các bạn, niềm vui tiếp theo của mình là gì? Đơn giản lắm, đó chính là được chơi đùa, chăm sóc hai em cúng cưng. Đây cũng là hai thành viên trong gia đình, yêu thương mình vô điều kiện. Lúc nào cũng có mặt bên mình, bất kể lúc vui hay khi buồn. Niềm vui thứ tư là đam mê ăn uống. Mình bảo đảm có rất nhiều bạn có đam mê giống y chang như mình. Còn hạnh phúc nào bằng vẫn còn được thưởng thức những món ăn do chính ba mẹ nấu, được đứng kế bên phụ bếp
được rửa chén, rồi sau cùng ngồi tán dóc những câu chuyện bâng quơ. Và điều cuối cùng mình muốn gửi gắm, đó là một trong những cách đơn giản nhất để cảm thấy hạnh phúc, là biết trân trọng những gì mình đang có, dù là rất nhỏ nhoi. Chúc các bạn luôn tìm thấy hạnh phúc mỗi ngày của riêng mình nhé.